Xin chào anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em, Hotline 0969 155 444. Thì hiện tại bên em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu về công nghệ 4.0 như là camera, định vị, máy nghe lén, máy ghi âm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện từ số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 444 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay, thì em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ đang được rất nhiều khách hàng săn lùng trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm có tên là camera S88 anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị hoàn toàn có thể quay video với chất lượng hình ảnh là full 4K, quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa, không giãn khoảng cách khi có wifi 3G 4G. Không có wifi 3G 4G thì anh chị vẫn có thẻ cài đặt để cho camera tự động quay lưu vào thẻ nhớ. Về nhà mình xem lại, bộ sản phẩm này sẽ hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB, thì rất phù hợp cho những anh chị nào mà bây giờ muốn lắp đặt trong nhà để biến nó thành một chiếc camera giám sát ở trong gia đình, để giám sát con cái học tập, giám sát người làm, người giúp việc, giám sát đồ vật tài sản của mình, cũng như là mình có thể là quay người đối diện, quay người trước mặt thì cực kỳ là ok nhé. Ví dụ là đi ký kết văn bản hợp đồng này, các thương vụ làm ăn này, hoặc là đơn giản là quay lại các cuộc hội thoại nói chuyện với nhau để làm bằng chứng chứng tớ cớ tìm ra sự thật, hoặc là khi đi chơi, khi đi dã ngoại thì mình cũng có thể cầm theo để quay lại những video khoảnh khắc đẹp anh chị nhá. Thì cái bộ sản phẩm này là sử dụng nó là đa năng luôn. Thì khi anh chị mua cái bộ sản phẩm S88 của bên em về thì bên em sẽ tặng kèm cho mình là một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video, dữ liệu lên đến là 20 ngày liên tục, và sẽ có chức năng là ghi đầy cũng như là ghi đẹp. Tức là sau khi đầy thẻ nhớ, bước sang ngày 21 thì sẽ tự động xóa ngày mùng 1, bước sang ngày 22 thì sẽ tự động xóa ngày mùng 2, để anh chị là luôn luôn lưu giữ được video, dữ liệu trong vòng là 20 ngày gần nhất. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành của bên em, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Ngoài ra đó thì bên em sẽ đi kèm cho mình một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Ở đây là bên em có ghi đầy đủ từ A đến Z luôn nhé, từ những cái bước nhỏ nhất như là tải phần mềm, cắm giắc pin, khởi động camera đến lúc thoát ra ngoài kết nối thành công là bên em có gói gọn hết luôn vào trong này. Và khi anh chị là mua về sử dụng ấy thì anh chị có thể nhìn vào đây là để mình là có thể là thao tác được luôn. Còn nhìn vào đây, nhiều bác mà yếu kém về công nghệ thì các bác cũng có thể là nhắn tin hoặc gọi điện qua video bên em, thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật người ta tư vấn hướng dẫn cho mình cho đến khi mình sử dụng được thành thạo thì thôi nhá, và không phải để anh chị đợi lâu nữa. Em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Ở đây thì khi anh chị mua về nhá, thì ngoài những phụ kiện đi kèm ra thì mình sẽ nhận được một chiếc hộp như này đây. Thì trong cái hộp này thì em đã bỏ ra tất cả các phụ kiện ra ngoài nhé, bao gồm có một cái dây cáp sạc Android trên Samsung, một loại cáp sạc cực kỳ là phổ biến ở trên thị trường. Tiếp đến ở đây là sẽ có các cái đầu mắt ngụy trang cúc áo, anh chị có thể thấy này, rất nhiều các loại luôn, đầu đinh, đầu vít, cúc áo sơ mi to, sơ mi nhỏ, mang tô thì đều là ok. Thì tùy vào trường hợp quay cũng như hoàn cảnh quay thì mình có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp nhất có thể. Ví dụ anh chị đặt ở công xưởng, công trường, nhà cửa thì mình có thể lựa chọn là đầu đinh, đầu vít. Còn khi anh chị mà sử dụng để quay người đối diện, quay người trước mặt ấy thì mình sẽ là lựa chọn các loại cúc áo anh chị nhá. Đấy, rất chi là tiện lợi đối với cái bộ sản phẩm này. Đấy, ở đây là sẽ được tặng kèm thêm một chiếc pin sạc dự phòng mini. Thì với cái pin sạc dự phòng mini này thì anh chị có thể tăng cái thời gian quay của cái camera thêm được 6 đến 7 tiếng nữa anh chị nhá. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta này, đây chính là chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo S88 siêu nhỏ, siêu mini. Đấy, ở đây thì dài khoảng 10 cm nhá. Đây là tính cả dây mắt camera đến cái mắt camera. Riêng cái bộ này hiện tại thì đang là cái dòng nhỏ nhất của bên em, không có dây dợ lòng ngoằng, chỉ bé như này thôi là mình có thể sử dụng được rồi. Đấy, thì ở đây anh chị sẽ thấy này, ở đây là sẽ bao gồm có là cái chân cắm sạc nhá. Đầu tiên là chân cắm sạc này, tiếp đến ở đây là nút nguồn. Thì ở đây anh chị sẽ bật nút nguồn lên cho em. Đấy, khi gạt xuống thì ở đây sẽ báo đèn đỏ như này là báo hiệu là camera đã bắt đầu hoạt động nhá. Tiếp đến ở đây là cái khe cắm thẻ nhớ. Ở đây thì em sẽ hướng dẫn anh chị luôn. Đấy, nhiều anh chị là về nhà lắp ngược và cứ đẩy, cố để thay vào thì sẽ là rất dễ hỏng cái lẫy ở trong này nhá. Thì mặt đồng mình sẽ hướng về phía chỗ chân sạc này, phía mắt camera này, anh chị đẩy vào này. Đấy, cho đến khi nó giữ như này, nó thừa một chút như này là ok anh chị nhá. Tiếp đến ở đây là sẽ có nút reset này. Thì trong quá trình sử dụng mà camera mà không phát ra mạng wifi thì anh chị có thể dí nút reset này 10 đến 15 giây để cho camera khởi động lại, là sau đó mình sẽ hoạt động được bình thường anh chị nhé. Thì cách mở nguồn lên nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, mở lên nó sẽ sáng xanh xanh nhỏ đỏ này. Và lưu ý là cái đèn này là mình có thể tắt được ở trên phần mềm nhé, thế nên là anh chị yên tâm là khi quen là không ai người ta biết được nhá. Đấy, thì là sau khi khởi động xong thì mình sẽ lấy điện thoại ra cho em. Ở đây thì mình cần tải phần mềm về nhá. iPhone ấy thì anh chị sẽ vào cho em phần App Store. Anh chị nào mà sử dụng điện thoại Samsung thì vào cửa hàng Set Play, tải cho em cái phần mềm có tên là Luka về máy nhá. Đây, LKOOKCAM này. Đấy, thì sau khi tải về xong thì mình sẽ đi tìm một wifi của camera ở đó phần cài đặt này. Wifi này.
thì ở đây nó sẽ phát ra vào mã wifi rất chi là dài và không hề có mật khẩu nhé. Anh chị kết nối với nó cho em này, mình đợi khoảng 10 đến 15 giây là sẽ kết nối thành công nhá. Đấy thì hiện tại ở đây là nó ghi là mạng không bảo mật, thì ở đây là mình có thể lập mật khẩu trên phần mềm. Còn khi anh chị kết nối xem từ xa xong thì nó sẽ tự động ẩn đi cho mình nhá. Chỉ cần ở đây hiện dấu tích này, đợi một xíu cho đến khi ở đây hiện mạng wifi là như này mình đã kết nối thành công rồi. Sau kết nối thành công xong thì mình chỉ việc trở về màn hình chính thôi, vào trong cái phần mềm có tên là Lookup. Đấy, khi vào Lookup thì sẽ xuất hiện là tip này, cancel và ok. Mình sẽ ấn cancel cho em nhé, cancel này. Đấy, ở đây hiện device online, anh chị ấn nó phần device online. Nếu mà chị là muốn đổi mật khẩu thì sẽ ấn là modify nhé, thì mật khẩu mặc định của camera sẽ là 1 2 3 4 5 6, tức là từ 1 đến 6 anh chị nhé. Đấy, còn anh chị muốn xem thì ấn là cancel để xem này. Đây anh chị nhá, nó đang bị ngược như thế này đúng không, thì anh chị là có thể đảo quay lại này. Đây, đây chính là chất lượng hình ảnh của chiếc camera mini siêu nhỏ S88 anh chị nhá. Này, siêu sắc nét luôn này, anh chị thấy không? Này, nhìn rõ một một luôn anh chị nhá. Đấy thì ở đây là anh chị là mình có thể là zoom to zoom nhỏ tùy theo cái ý thích của mình này. Này, zoom to zoom nhỏ này, đầy đủ ngày giờ phút giây chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ của điện thoại này. Ở đây là có chất lượng hình ảnh thì anh chị có thể lựa chọn là 1080, 2K hoặc 4K thì đều là ok nhá. Ở đây có biểu tượng hình bóng đen, anh chị ấn vào đây cho em. Đấy, thì nó sẽ tương đương nó sẽ tắt cái đèn báo của camera đi nhá. Thế là khi anh chị quay lại anh chị yên tâm đi, không ai người ta có thể phát hiện ra được. Đấy, tiếp đến ở đây là sẽ có biểu tượng hình 3 chấm, anh chị ấn vào đây. Nó sẽ chuyển sang chế độ quay ban đêm nhé. Và lưu ý cho em là quay ban đêm ở đây là sẽ trở về đen trắng như thế này. Đấy, ấn vào đây một lần nữa này là lại về chế độ quay ban ngày nhá. Đấy, ở đây có hình tròn nửa sáng nửa xám để tăng và giảm cái gam màu. Ở đây là hình của mặt trời, tăng và giảm cái độ sáng, thì cái này là tùy vào mắt của mỗi người thì mình có thể căn chỉnh làm sao cho hợp lý nhất có thể anh chị nhá. Thì anh chị có thể thấy này, sau khi tăng độ sáng cũng như tăng cái gam màu lên ấy, thì là mọi vật xung quanh màu sắc nó sẽ là tươi sáng hơn rất chi là nhiều anh chị nhá. Ngoài ra anh chị là muốn nhạt ý, thì mình ấn vào đây này. Đấy, đấy hình ảnh nhạt tuyệt luôn anh chị nhá. Đấy, rất chi là dễ dàng sử dụng với cái độ sản phẩm này. Ngoài ra thì anh chị có thể là đảo lên này, đảo xuống này, đảo trái này, đảo phải này. Thế là anh chị yên tâm, không bao giờ lo là nó bị ngược hình ảnh nhé. Ngoài ra mình có thể chụp hình ảnh này, chụp này, chụp này. Muốn quay video thì ấn vào biểu tượng máy quay nhé. Đấy, nhưng mà lưu ý cho anh nhé, muốn quay video mà có cả âm thanh đấy thì là cần phải bật loa, bật mic lên anh chị nhé. Như ở đây là đang ở gần em mà ấn lên thì nó rất chi là sung âm anh chị nhé. Đấy, thì là sau khi là quay xong rồi mình muốn xem lại video hình ảnh nữa mình chụp, mình sẽ ấn quay trở về, ấn vào cái mục photo cho em này. Đấy, đầy đủ tất cả luôn nhé, mọi hình ảnh cũng như là các thứ ở đây đều đầy đủ ngày giờ phút giây. Thế là khi anh chị là sử dụng để quay người đối diện, quay người trước mặt ấy, thì anh chị là cũng có thể là ấn quay ở đó, hoặc là anh chị là có thể là cài đặt để cho nó lưu vào thẻ nhớ về xem lại anh chị nhé. Đây, còn cài đặt lưu vào thẻ nhớ như thế nào thì anh chị sẽ ấn vào phần cài đặt này. Đây, ở đó hình bánh răng này nó sẽ hiện rất chi là nhiều cái đề mục ở đây nhá, thì mình sẽ chọn dòng 1 2 3 device setting này. Ở đây mình cũng chọn dòng thứ ba từ trên xuống này, 1 2 3 này, SD card setting này. Ở đây anh chị sẽ bật hết cái màu xanh lên cho em là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chất lượng hình ảnh ở đây anh chị có thể lựa chọn là HD cho sắc nét. Ở đây sẽ có video đuôi sườn chữ 1 3 5 30, thì ví dụ anh chị lựa chọn 30 chẳng hạn thì là cứ 30 phút nó sẽ cắt ra một video nó lưu vào trong cái thẻ nhớ cho mình anh chị nhá. Đấy, còn đâu đa phần là khi anh chị nó quay người đối diện, quay người trước mặt thì là đa phần là mình sẽ là sử dụng cái loại là cúc áo này anh chị nhá. Đấy, ngụy trang mắt cúc áo này, sau đó để quay này, thì là tầm độ là 3 đến 5 phút là cái video nó vừa tầm đẹp anh chị nhá. Đấy, thì sau khi cài đặt như này xong ấy, thì anh chị là không cần cầm điện thoại vào phần mềm nữa, mà mình chỉ việc bật camera đi thôi là nó sẽ tự động nó quay lưu hết vào thẻ nhớ cho mình anh chị nhá. Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến anh chị cái mẫu sản phẩm camera mini siêu nhỏ S88, một mẫu sản phẩm ngụy trang mắt cúc áo đang cực kỳ là hot ở trên thị trường. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em, hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 414, thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn hỗ trợ cho mình 24/24 anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.